Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nội bộ Trung Quốc đấu đá khốc liệt. Có ý kiến cho rằng không phải cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung hay các biểu tình ở Hồng Kông mà chính là sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán mới là sự thử thách thực sự về khả năng lãnh đạo của ông Tập Cận Bình cũng như uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước nhân dân Trung Quốc và toàn thể thế giới. Nhưng những gì diễn ra cho đến thời điểm này thì có thể thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tồn tại những mâu thuẫn gay gắt. Đỉnh cao quyền lực và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gây dựng cho riêng mình đang ngày càng lung lay. Sau một thời gian đầu im lặng, ông Tập Cận Bình đang cố gắng lấy lại hình ảnh người đứng đầu tại Trung Quốc, tìm kiếm uy tín với người dân của mình, nhưng những nỗ lực đó có vẻ như chẳng mang lại hiệu quả gì. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm một bệnh viện ở Vũ Hán vào ngày 10 tháng 3 năm 2020. Sự vắng mặt khó hiểu của Tập Cận Bình từ ngày 29 tháng 1 cho đến ngày 10 tháng 2, lúc đại dịch hoành hành, trong khi lâu nay ông luôn xuất hiện trên trang nhất của các báo và đài truyền hình nhà nước, đã gây luồng ý kiến bất lợi cho ông Tập. Chủ tịch Trung Quốc đã không xuất hiện trước truyền hình trong hơn một tuần sau khi Bắc Kinh thừa nhận virus đang lan tràn rộng rãi, làm dấy lên những tin đồn đoán trên mạng và những lời chỉ trích rằng ông không sát sao chống dịch. Điều này tác động xấu tới ông Tập vì Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn luôn đề cao quản trị hiệu quả, bao gồm đảm bảo tăng trưởng kinh tế và mức sống của người dân ngày được cải thiện. Đầu tháng 3, tân bí thư thành ủy Vũ Hán Vương Trung Lâm, một người thân cận của ông Tập, đã có một ý tưởng tuyệt vời khi dự tổ chức một chiến dịch để cư dân tỉnh Hồ Bắc bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản. Ngay lập tức, trên các mạng xã hội, dân chúng bày tỏ sự phẫn nộ. Nhà văn Phương Phương, tác giả nhật ký Vũ Hán, thu hút hàng triệu bạn đọc trong và ngoài nước Trung Quốc đã đưa ra lời giải đáp, đáp trả với chính quyền được chia sẻ rộng rãi như sau: chính phủ phải ngưng thái độ ngạo nghễ và biết khiêm nhường, tỏ lòng biết ơn các chủ nhân, tức là hàng triệu cư dân Vũ Hán. Và làn sóng phản đối trên mạng xã hội mạnh mẽ đến mức chiến dịch tuyên truyền bị hủy bỏ và chính quyền địa phương đã phải lùi bước. Một nhà ngoại giao phương Tây nhận định, cứ mỗi lần có khủng hoảng ở trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chia rẽ. Đó là những gì đã xảy ra vào năm 1976, khi Mao Trạch Đông qua đời, và năm 1989 với phong trào sinh viên Thiên An Môn lần này cũng như vậy. Đây là hình ảnh ông Trần Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Dương Quang. Vào hôm 22 tháng 3, Đài phát thanh quốc tế nước Pháp RFI đã đưa tin một bức thư công khai kêu gọi khẩn cấp triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng, được lan truyền nhanh chóng trên mạng, ghi rõ thư công khai do WeChat của Chủ tịch Tập đoàn Truyền hình Vệ tinh Dương Quang. Trần Bình chia sẻ, nói rằng xét thấy đối mặt với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, tình hình kinh tế Trung Quốc và quan hệ quốc tế ngày càng cam go, nên yêu cầu triệu tập Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng khẩn cấp để thảo luận về chủ đề ông Tập Cận Bình liệu có thích hợp để tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương hay không. Trong bức thư công khai có liệt kê chủ đề thảo luận Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng bao gồm các điểm sau: và đối mặt với cục diện tứ bề thọ địch trên quốc tế, liệu có cần xác minh quay trở lại đường lối dấu tài mà Đặng Tiểu Bình chủ trương hay không? Còn về chính trị, liệu có xác minh rằng Đảng to hay là pháp luật to, Đảng chấp hành chính liệu có vượt qua hiến pháp hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Về phương diện kinh tế, rốt cuộc cần phải quốc tiến dân lùi hay là dân tiến quốc lùi cũng là một câu hỏi được đặt ra. Vì để duy trì ổn định, liệu có thể hy sinh quyền lợi cơ bản của công dân hay không? Và liệu có thể để tư nhân làm truyền thông hay không? Tư pháp liệu có nên độc lập? Công dân liệu có thể phê bình chính phủ? Và dư luận giám sát đôn đốc liệu có cần thiết? Và Đảng và chính phủ liệu có cần tách riêng biệt hay không? Tài sản của quan chức liệu có cần công khai hay không? Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Về vấn đề mối quan hệ với Đài Loan rốt cuộc là thống nhất quan trọng hay hòa bình quan trọng cũng là một câu hỏi. Về vấn đề Hồng Kông, sự phồn vinh của Hồng Kông quan trọng hay quyền uy của Trung ương quan trọng? Liệu có cho phép Hồng Kông thực thi bầu cử địa phương một cách hoàn toàn hay không? Và làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ có lợi với sự phát triển của Trung Quốc hay là bất lợi? Không để ý đến tình hình trong nước, giải lượng lớn tiền cho các nước châu Phi lạc hậu liệu có phải đúng với sự phát triển tự thân của Trung Quốc và các quan hệ quốc tế hay không? Đây là một câu hỏi cũng được đặt ra. Trong thư đó có nói, do cần thảo luận vấn đề với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nên kiến nghị ba đường, ba người là ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật thứ hai trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Uông Dương,
Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Vương Kỳ Sơn, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thành lập tiểu ban lãnh đạo Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng phụ trách các công tác của hội nghị. Đây là hình ảnh 7 thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Trung Quốc khóa 19, trong đó có Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường và Uông Dương. Bức thư còn nói tính quan trọng của hội nghị này không kém gì đánh tứ nhân bang, đánh giá đường lối, chấp chính của ông Tập Cận Bình, ý nghĩa của nó cao hơn việc xác định ý nghĩa lịch sử của hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11. Và Đài Tiếng Nói Nước Pháp cho rằng bức thư công khai này không ký tên nhưng lại được đăng từ WeChat, một hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt, cũng khiến người ta kinh ngạc. Sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy nó đang có đấu đá dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và việc ông Tập Cận Bình không thể kiềm chế và xử lý được cuộc khủng hoảng y tế viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra đã thổi bùng sự bất mãn ngấm ngầm lâu nay. Là từ năm 2018, ông Tập Cận Bình đã hủy bỏ điều khoản trong hiến pháp giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch trong hai khóa, mỗi khóa 5 năm để mở đường cho việc tiếp tục giữ chức chủ tịch nước thêm nhiệm kỳ thứ 3 của mình vào năm 2023. Có quan điểm cho rằng bức thư công khai này ở một mức độ nhất định đã hô ứng với bài báo viết phê bình lãnh đạo Trung Quốc lột trần quần áo cũng cần phải kiên trì làm vai hề hoàng đế. Ông chủ bất động sản Nhậm Chí Cường, người được cho là có mối quan hệ mật thiết với đương nhiệm phó chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn, đã nói như vậy. Và gần đây chính quyền cộng sản cũng đã chính thức thừa nhận bắt giam để điều tra ông Nhậm Đại Bác này. Thêm vào đó, những ngày cuối tháng 3 vừa qua, trên mạng lan truyền một bức thư công khai do những nhà kinh doanh và doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc như Jack Ma, Liễu Huyền Trí cùng ký tên thông qua ông Lý Khắc Cường trình lên ông Tập Cận Bình. Đây là hình ảnh Jack Ma, Liễu Huyền Trí dẫn đầu các đoàn doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng của Trung Quốc ký tên trình thư tập thể lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đưa ra 9 yêu cầu lớn. Trong thư, nêu trên vạch trần ra 9 yêu cầu lớn lần lượt như sau. Kiên trì đi theo con đường của ông Tập Cận Bình là điểm thứ nhất. Thứ hai, phủ định của cách mạng văn hóa. Thứ ba, bắt đầu cải tổ chính trị. Thứ tư, không kỳ thị doanh nghiệp tư nhân. Điểm thứ năm, bảo vệ các doanh nhân. Thứ sáu, toàn dân kiếm tiền. Thứ bảy, truy cứu trách nhiệm về tình hình dịch bệnh. Thứ tám, phóng thích ông Nhậm Chí Cường. Thứ chín, điều tra lại việc bác sĩ Lý Văn Lượng. Đây là 9 điểm mà trong bản công bố đã được đưa ra. Và nhà văn bất đồng chính kiến Lão Đăng đã đưa trên tài khoản tweet cho biết theo tin mới nhất về việc doanh nhân Jack Ma và Liễu Truyền Trí cùng ký tên vào tập thể, điều này là xác thực. Ngoài ra, ông cũng xác nhận vào vụ việc vào ngày 25 tháng 3, 5 vị nguyên lão bao gồm Lý Thị Hoàn, Ôn Gia Bảo, Lý Lam Thanh, Điền Kỳ Chỉ Vân, Hồ Khải Lập cũng cùng ký tên vào thư tập thể trình lên ông Tập Cảnh Bình trong nội dung, trong nội bộ đảng gọi là ngũ lão thượng thư. Hiện nay bài viết này đang lan truyền trong giới lãnh đạo cao tầng, thượng tầng của Trung Quốc và ông khẳng định chuyện này còn nghiêm trọng hơn bức thư công khai của Chủ tịch Nhậm Chí gấp ngàn lần. Và những bất đồng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thể hiện rõ trong lĩnh vực đối ngoại. Đây là hình ảnh Thiên Lôi Khải, đại sứ Trung Quốc tại Washington, nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc. Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 12 tháng 3 tuyên bố rất có thể là quân đội Mỹ đã mang virus đến Vũ Hán. Vài ngày sau, Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Washington đánh giá rằng một giả thuyết như thế là điên rồ và chỉ có các nhà khoa học mới có thể xác định được nguồn gốc của virus mà thôi. Rõ ràng, hai tuyên bố này đại diện cho hai đường hướng khác nhau trong nội bộ của Đảng Cộng sản hiện nay ở Trung Quốc. Và một nhà quan sát đã nhận định với thông tín viên Nhật báo Bắc Kinh rằng đúng là có những hồng quân mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc thực sự, nhưng cũng có những kẻ cơ hội trở thành hồng quân vì họ nghĩ rằng như vậy thì sẽ có lợi cho sự nghiệp của họ. Và còn có những người lão luyện trong ngành ngoại giao như Thôi Thiên Khải chẳng hạn tìm cách kháng cự. Một nhà quan sát khác lưu ý thêm rằng giữa những người bắt đầu sự nghiệp dưới thời Đặng Tiểu Bình luôn xúc tiến mở cửa Trung Quốc với những nước, những người phải hoàn toàn và gần chịu ơn Tập Cận Bình là hố ngăn cách thế hệ. Và việc tờ Nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng ngày 2 tháng 4 đã để cho bà Phó Oánh, một gương mặt tiêu biểu của ngành ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trung Quốc lên tiếng ngầm ủng hộ ông Thôi Thiên Khải, cho thấy rằng những vị lão thành trong Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa buông vũ khí. Và có thể gọi viêm phổi Vũ Hán là trái đắng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gieo trồng trong vòng 2 nhiệm kỳ vừa qua
của mình kể từ khi đảm nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cánh tay chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn, nay là Phó Chủ tịch Trung Quốc. Hai tác giả Pinho và Gokin cho rằng sự bùng phát của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán chứng tỏ mức độ sơ cứng của bộ máy quan liêu do ông Tập lãnh đạo. Cuộc chiến chống tham nhũng không khoan nhượng của Tập Cận Bình đã gây lo lắng cho nhiều quan chức, các cán bộ thuộc các cơ quan chức năng của chính phủ vì lo sợ buộc tội tham nhũng đã đối phó bằng cách không làm gì cả và tránh gây chú ý để khỏi vướng vào rắc rối, thay vì quản lý và thúc đẩy các sáng kiến chính sách tốt, từng là con đường để thăng tiến trong sự nghiệp. Chiến dịch chống tham nhũng đã khiến đội ngũ cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn giữ tư tưởng dám nghĩ dám làm. Những người trụ lại được sau chiến dịch này thà rằng cứ thụ động thì sẽ an toàn, đó là quan điểm của họ. Tập Cận Bình đã xây dựng đội ngũ cán bộ dựa trên lòng trung thành với ông thay vì dựa vào năng lực. Và các cán bộ, những người từng quan tâm đến việc thăng tiến trong sự nghiệp, hiểu rằng lòng trung thành có nghĩa là không nói sự thật nếu nó không hợp lý và không hợp ý với vị lãnh đạo tối cao. Bộ máy quan liêu trì trệ và hay giấu giếm của Tập Cận Bình không những không ngăn chặn được sự lan truyền của dịch bệnh mà đã để cho dịch bệnh bùng phát trên quy mô toàn cầu. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã giáng những đòn nặng nề lên cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và bản thân cá nhân ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và rất khó có thể phán đoán được là Trung Quốc có chung số phận như các nước và các nhà lãnh đạo của Cộng sản theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa của Liên Xô ở Đông Âu giai đoạn cuối năm 1989, đầu năm 90 của thế kỷ trước hay không. Nhưng một điều thấy rõ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất uy tín nặng nề và địa vị của ông Tập Cận Bình trong đảng đã bị lung lay nghiêm trọng, không những trong nước mà còn lan ra trên toàn thế giới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020, với bài viết Nội bộ Trung Quốc đấu đá khốc liệt giữa đại dịch. Các bạn hãy chia sẻ bài viết này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.